Nó cao cao lông giò nữa đó, cao lông giò đó. Nhét là nhét, cứ nhét cái giỏ luôn nè. Quá trời, mấy cái đồ cũ cũ thì để cho mặt, còn đồ mới. Áo trắng nó cắt đi, áo trắng nó đẹp á. Quá trời đồ luôn mà đem kìa. Cái ba lô này nó rách mẹ nó rồi. Đâu hồi chị điếm thôi coi được bao nhiêu cái. Một đống luôn rồi, nó hôi cái muốn chết. Ba lô của Doraemon thôi vậy nè. Đúng luôn kìa. Túi thần kỳ. Nó xếp sao thích gịch luôn á. Bỏ nhét vô hay quá trời, cái gì trong đây nữa vậy? Cái gì vậy? Cũng tập thiết kế của nó đó. Cái gì vậy? Đâu lấy cái coi. Vẽ nhà với vẽ nhà với vẽ tình yêu. Không quên cái cuốn sổ. Nhật ký tình yêu của người ta á. Con vẽ ghẻ giống nó. Trời ơi trời. Mày lấy cái muỗng đi đâu hả? Hả? Mày lấy cái muỗng mày đem đi đâu hả? Vẽ nhà nè đó. Vẽ gì vậy? Vẽ ông nội ngoại dễ biết đâu. Vẽ tên người yêu với Tâm đó. Tên người yêu cái gì? Ừ. Nhớ đem cái muỗng tên nó. Vậy chị đọc cái chị. Tôi có biết đọc nó ghi què gì, tôi đâu có gành đâu. Vẽ người yêu. Trước là nguyên cứu mở hết rồi. Nón kìa. Nón tôi cho nó đó, nón bữa hôm tôi cho nó tội. Nó làm sao mà nó dồn sao mà đem ra cái gì á? Trời. Quần xì của ai vậy trời? Mực. Còn cái đuôi. Chị dẹp đi. Dẹp ba lô. Coi sẵn người tháo ra coi dọn gì nữa kìa. Còn gì nữa không? Coi nó có để trong đó gì nữa không? Coi cái tách gì trong đó. Kiểm tra mẹ của Tâm là kiểm tra ba lô của Tâm. Kiểm tra ba lô của Tâm. Coi để gì trong đó. Coi để gì trong đó. Đó đây. Sau khi một trận vừa không thành công. Đó. Cái dầu thơm bữa cho nó nè. Dầu thơm đó ơi. Bữa tôi cho nó con trai nè, cho xịt cho thơm á. Quá dữ rồi, tiếp theo. Quá xịn nha. Này không có gì. Rồi lấy ra hết đây, xin ngắt luôn. Rồi giờ lấy ra ship cho cấp luôn đi chứ, để ra kia. Mua cây thuốc đó còn hút nhiêu đây nè, cây thuốc giờ còn nhiêu đó đó. Ồ, cục sạc đó hả? Nó gom đi trơn mà. Nè, hãy suy nghĩ kỹ nè, đi ra bụi lùm á là không có chỗ đâu mà sạc điện thoại. Này ấy không à. Có nhiêu đây hà, lượt đâu. Đầy đủ hết luôn nha. Quá dữ rồi. Hết rồi. Rồi dọn đồ bớt đi. Dọn đồ đi cắt luôn đi. Không có để ngoài nữa. Bỏ đi. Bỏ đi luôn. Lấy đồ hết luôn. Rồi cắt luôn. Chừa cho nó dài bỏ ngoài để nó mặc hàng ngày. Đâu rồi đồ mới bữa cắt hết đi. Rồi con gâu luôn ta, giữ ta. Thì đó này cái sạch bon đó, cái mỏ. Nó cao cao lông giò nữa đó, cao lông giò đó. Nhét là nhét, cứ nhét cái giỏ luôn nè. Quá trời, mấy cái đồ cũ cũ thì để cho mặt, còn đồ mới. Áo trắng nó cắt đi, áo trắng nó đẹp á. Quá trời đồ luôn mà đem kìa. Rồi. Cái ba lô này nó rách mẹ nó rồi. Đâu hồi chị điếm thôi coi được bao nhiêu cái. Một đống luôn rồi, nó hôi muốn chết. Ba lô của Doraemon thôi vậy nè. Đúng luôn kìa. Túi thần kỳ. Nó xếp sao thích gịch luôn á. Nó bỏ nhét vô hay quá trời, cái gì trong đây nữa vậy? Cái gì vậy? Cũng tập thiết kế của nó đó. Gì vậy? Đâu lấy cái coi. Vẽ nhà với vẽ tình yêu. Không quên cái cuốn sổ. Nhật ký tình yêu của người ta á. Con vẽ ghẻ giống nó. Trời ơi trời. Mày lấy cái muỗng đi đâu hả? Hả? Mày lấy cái muỗng mày đem đi đâu hả? Vẽ nhà nè đó. Vẽ gì vậy? Vẽ ông nội ngoại dễ biết đâu. Vẽ tên người yêu với Tâm đó. Tên người yêu cái gì? Ừ. Nhớ đem cái muỗng tên nó. Vậy chị đọc cái chị. Tôi có biết đọc nó ghi què gì, tôi đâu có gành đâu. Vẽ người yêu. Tập trước là nguyên cứu mở hết rồi. Nón kìa. Nón tôi cho nó đó, nón bữa hôm tôi cho nó tội. Nó làm sao mà nó dồn sao mà đem ra cái gì á? Trời. Quần chị của ai vậy trời? Mực. Còn cái đuôi. Quần chị của gái mà đâu phải của nó. Chị có con gái ở đâu mà nó có hoài vậy trời? Phán gái đâu? Mà phải có chị không? Tôi đâu có xài quần này. Mày lấy đâu ta? Ở đâu hả? Ở đâu nó có nữa là biết. Ừ, đất ơi. Vậy không chừng nó ra làm sao mà xuống coi đồ mấy nó thấy mày. Phải không? Thấy sao? Được trước cái quần trắng, màu trắng. Đấy là hả? Ừ. Mà cái này là tôi nghi là ơn sao này. Thôi vậy thôi, đem treo lại ngược cho người ta đi. Nè. Rồi ra lấy đâu ta? Trời trời, má nó thấy ghê hồn không? Lấy đâu vậy? Mà dựng lấy lộn mà. Lấy lộn gì của người ta, cái bơi đồ người ta có ngăn nắp đàng hoàng mà. Ừ, thôi đem lại cho cũ người ta đi. Trả ba, lấy đâu trả lại Tâm ơi. Còn gì nữa hả? Còn mực nó gì kìa. Đâu, có hết rồi. Mà cười chân của bà đó bà ơi. Ta nói tôi không có xài bà cái quỷ đó mà. Rồi, ta xài quần xịn không mà cha. Ôi cái áo này đẹp quá trời ha. Ôi, đem ra một đống đồ luôn. Ừ. Bây giờ cái quần đó là của ai nè Tâm ơi? Của ai ta? Của ai vậy? Nè, ừ. Có lấy lộn không? Lấy ở dưới nè, ở đâu mày lấy hả? Ở đâu cự má này, đừng có cự với tao nghe mày. Cái lấy lộn không? Lấy lộn thì trả, có gì đâu. Lấy lộn gì của người tao khui ở dưới. Phải đồ chung thì nhầm thôi chứ. Có phải đồ chung không chị?
phơi một giấy vậy nè, cũng như người nào ngăn nắp người nấy à. Lấy lộn nó biết chứ, lấy lộn gì nó mà lấy như nó chứ. Lộn đâu mà lộn. Mà cái đó đâu nè, lấy đi, khai thiệt đi. Để mẹ đi trả. Để tao kiếm đó. Ừ, trời sống nổi mày muốn vợ tới nước rồi hả mày? Dạ rồi. Vợ không lo chị lì lộm. Xem phim gì thích liêm xem phim gì. Chị bữa hồi từ hôm nay nó coi ba cái Queen đó, Queen đó đó. Bữa vậy tôi nói giờ phải lấy cái điện thoại lại, không cho nó xài được. Queen đây. Tịch thu luôn á. Tịch thu điện thoại nó luôn rồi, điện thoại nó đâu? Lấy tịch thu luôn coi. Cái điện thoại này của nào tôi. Ngày chơi chút thôi. Đưa đây, đưa điện thoại đây. Thôi bây giờ nói thiệt đi, cái quần nẻ đâu rồi, bẻ đây đưa cho xài. Nói đi. Ở đâu? Không để trả lời chơi. Hỏi cái không thèm trả lời luôn. Không trả lời là mày lấy điện thoại này luôn á. Đi. Trời trời, thiệt chứ. Này hỏi không trả lời trời. Lấy hoài. Lấy hoài đi mẹ trả. Hoặc mày mua khác mà trả người ta. Còn tao mua cho nó cái mới đi. Thôi hớt tóc luôn đi cho sáng láng. Hớt lại luôn mới kêu nó đi hớt hai bữa nay nó không đi không đó. Đi luôn hả? Không đi luôn đó. Biết sao nó cố tình nó đi, nó đi vậy nè, nó không chịu hết. Nó không chịu hết, tôi kêu chuyện qua này đi hết, nó không hết. Nè, có nón này đội thứ cái đẹp trai không? Cái nón tôi mua mới mua cho nó nè, tôi kêu nó đội nè. Không vừa luôn rồi. Không vừa luôn, cái đầu bự quá trời, cái nón nào vừa với nó. Của ai? Cầm lên đi. Của ai vậy? Kìa kìa. Con này nè. Cỡ nè, của ai? Cái của ai? Giấu rồi, giấu rồi. Giấu vô đó. Cái đó một người yêu hả gì? Yêu, yêu. Hả? Ở người yêu không? Lúc trước nó ở dưới gì sáng nó cũng lấy cái quần đó. Ừ, nó quấn vô trong kia luôn á. Bữa vô bệnh viện đó. Đó, bữa nay nữa, bữa nay cái quần này hổm dài nè, dưới đây nè, đây nè, dưới đây nè. Quấn vậy đó. Quấn như bữa hổm quấn. Rồi, xếp ra lại kia nữa. Là đi nữa đó hả? Chứ này đi là tôi nói là tôi bỏ luôn đó. Rồi, bỏ luôn chứ, rồi đó. Để đợi nó. Đi cho nó nhét lên kia nữa. Tôi mệt chứ lắm rồi. Rồi. Cắt đi. Rồi, không có cho ấy nữa. Cởi nó đi cho nhét vô đi. Chứ đồ nó giờ bỏ đâu có chỗ đựng đâu, cởi cho bỏ nó đi. Thì mua vài cái móc cho nó treo lên cái bộ đồ. Móc giờ không có chỗ nữa nè, không có chỗ nào để đi gần lát tôi sạn được tôi dẹp. Cái nào mà thôi chưa còn mới để dành cho nữa. Để hồi tôi lấy cái bị kia rồi bỏ vô cho nó. Quá trời. Hồi tôi lấy cái bị kia bỏ vô rồi dục cái bị đó nó tét bét rồi chạy xài gì được nữa. Mày giờ muốn cưới vợ hay gì nè, mày biết nè, cho mày biết nè. Chưa hết bệnh mà sao cưới vợ được, chừng nào thấy bệnh rồi. Sao nói cho mẹ biết đi. Rồi biết đi làm rồi. Chứ giờ lấy vợ lấy gì nuôi người ta. Sao tình yêu của nó nè. Đó, có tên người yêu đó. Tên người yêu nè. Cái gì à? Tên gì vậy? Cao Dự Mai Thơi gì? Ngày 14 tháng 1 cái gì? 4 tháng 1 1997. Chà đó, Võ Chí Tâm ngày 14 tháng 1. Đúng rồi đó. Năm 1997. Nhớ người yêu rồi, nhớ nhỏ này nè. 97 luôn, bằng tuổi nhau luôn. Rồi cuốn tập này, cuốn tập của tập Hot Boy nè. Cái tên của nó, cái năm sinh của nó. Cái đó là cái năm sinh của nó, còn cái tên trên kia là của gợi nó hay gì á. Đó giờ nó mới ghi lại đó. Giờ gợi thấy kiểu này ai dám quay lại nữa. Nhà đó, cái nhà này ngược lại, ngược. Nhà này thiết kế là nhà gia đình tình. Đây là cuốn sổ bí ẩn của Tâm Hot Boy nha. Nhà gì tâm linh hết trơn nè. Rồi đây nè. Tình yêu. Đây cái thiệp cái gì á? Tên gì vậy đó? Tình ghệ. Cái này là cái gì vậy đây hả Tâm? Sao rồi thấy không? Để chơi. Để chơi hả? Mở đây tôi phải tên ghệ không? Chứ tên ai? Gái đây là năm sinh nữa nè. Ở đâu à? Ở đâu có tên này vậy? Hả? Mất cả cái còn gì nữa không ta? Năm này có khi chị hết bệnh là cứ vợ này kia vợ nó ngon lành luôn á. Nó về hoài lấy gì hết. Để thiệt tình. Vậy là Cao Dự Mai Thơi bỏ đi coi gia đình không ai hay biết là do sợ vào bệnh viện là bỏ đi thôi. Giờ cũng đã biết lý do của Tâm rồi nha. Lý do của Tâm đã ôm đồ đem đi á. Đã sẵn gõ rồi. Đã ra gõ lý do rồi đó. Là do là không có muốn đi bệnh viện để chữa bệnh hay gì. Thì giờ gom đồ nè. Vậy nè, đi. Rồi qua đó thì đặc biệt phát hiện một cái bí mật.
Rồi sao nè? Gom nữa hả? Đây gom tiếp nữa nè. Ý định tiếp. Có không? Có ý định tiếp không? Đi tiếp thì đợt này thì không có vụ gì nhà đâu. Rồi giờ về rồi được mừng rồi, nhớ theo dõi kỹ kỹ nha. Khó đẹp đẹp không muốn. Chỉ có gào cái cửa lại đi. Bây giờ đi hết tóc nè. Dẫn đi hết tóc nè. Dẫn hết tóc đi. Hết tóc không? Để thôi anh này là về bữa anh đem lên hết luôn à. Không thôi tao hết. Dạ. Ừ, đeo bông, đeo bông. Bông nữa hả? Bông bữa đó. Bông tay. Không đeo được ngày tháo rồi. Năng bình cái lũ tay đó. Cái xì á. Cái đó bà cái ấy nó xét ăn cho nó ăn chiếc mà không chịu. Thử quá chân luôn nha. Giờ ở với mẹ hay là sao nè, như thế nào nói cho mẹ nói biết rồi đi. Đi là chứ này là tao bỏ luôn mà nó rồi đó. Giờ muốn sao nữa, có mấy anh đây nè nói luôn đi. Đeo lên đi để có mắt à. Đeo nó không để tặng ghệ đi. Trời ơi, ta đẹp quá ta. Chứ đừng nói bữa nay vậy cái mời đi là không may đâu mà ấy là nó trước à. Mệt mỏi lắm rồi đó. Năm mươi mấy cây số lên đây đó rồi dầm mưa đi đó Tâm. Kiếm gì? Gì vậy? Gì vậy? Chiếc ba lô này, chiếc ba lô của Doraemon á. Ba lô thần kỳ á. Đi đòi một hai đi mua bê lô, mua đã cái đầu dự định trong đầu nữa. Để chúng đi một lát lấy bọc kia bỏ vô. Mình là Tâm Hot Boy mà người nổi tiếng mà. Cực khổ mẹ. Đi đâu được. Rồi giờ đi nấu cơm rồi đi ăn đi. Từ rồi, ăn chưa ăn cơm nữa. Cơm nấu sẵn rồi đó, giờ chiên trứng ăn đỡ đi. Chiên trứng chiên cá gì đó ăn đi. Mình đói hay à. Hay thiệt. Okay. À, từ sáng giờ Tâm đi rồi giờ mẹ cũng không ăn cơm nữa Tâm.